Quay trở lại với phần 2 bản tin FNC Việt Nam, và thông tin đầu tiên đó chính là như thông tin chúng tôi đã đưa về việc Nhật Bản áp dụng mức dư lượng chất ethoxyquin trong tôm nhập khẩu từ Việt Nam ở mức rất thấp so với chuẩn của EU. Đại diện Bộ Công Thương cho hay các phái đoàn đàm phán cấp cao của Việt Nam hiện đang thương thảo với phía Nhật để tìm kiếm giải pháp chung cho đôi bên. Ghi nhận của FNC trong khuôn khổ diễn đàn xuất khẩu 2013 sáng ngày 22 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, những quy định về dư lượng kháng sinh trong tôm nhập khẩu do Nhật Bản đưa ra không phải là biện pháp phân biệt đối xử với tôm Việt Nam. Tuy nhiên, có thể thấy những tiêu chuẩn này cao hơn rất nhiều so với mức thông thường của những thị trường nhập khẩu khác, kể cả EU. Cũng theo ông Trần Tuấn Anh, hiện tại các đoàn đàm phán cấp cao hai bên đang tìm kiếm giải pháp chung cho mặt hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Chúng tôi có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để thực hiện những cái chỉ đạo chung của chính phủ trong cái việc tạo ra cái môi trường và cái điều kiện thuận lợi để tháo gỡ cho nông dân cũng như là cho các doanh nghiệp của chúng ta đối với mặt hàng này. Và cụ thể trong những thời gian vừa qua thì chúng ta đã có nhiều cái cuộc tiếp xúc trao đổi rất cụ thể cả cấp kỹ thuật làm việc cũng như là có những cái đoàn làm việc của lãnh đạo của các bộ ngành đang làm việc với chính phủ Nhật Bản. Được biết không riêng gì Việt Nam, hiện quy định về dư lượng ethoxyquin trong mặt hàng tôm nhập vào Nhật được cùng lúc áp dụng cho tất cả các nước, trong đó có cả Ấn Độ. Nhật Bản hiện là thị trường được xem là có độ mở hạn chế với các nền kinh tế đang phát triển. Thị trường Nhật rất khắt khe về các tiêu chuẩn kỹ thuật và tính ổn định trong chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, đây lại là cái điểm còn yếu của hàng hóa Việt Nam. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tư số 28 vừa được Bộ Tài chính công bố, kể từ ngày 29 tháng 4 tới, thuế nhập khẩu đối với một số loại xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi đã qua sử dụng sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng từ $700 tới $1,600 mỗi chiếc. Thông tư số 28 của Bộ Tài chính quy định, mặt hàng xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh từ 1.000 phân khối trở xuống sẽ có mức thuế xuất nhập khẩu mới là $4,200 một chiếc. Như vậy, so với mức thuế hiện tại của loại xe này là $3,500 một chiếc, thuế xuất mới sẽ tăng khoảng $700 một chiếc. Ô tô dưới 9 chỗ ngồi có dung tích xi lanh từ 1.000 phân khối đến dưới 1.500 phân khối. Mức thuế mới được áp dụng là $9,600 một chiếc, tăng $1,600 một chiếc so với quy định hiện hành. Với các dòng xe khác, mức thuế nhập khẩu vẫn được giữ nguyên. Theo đó, mức thuế nhập khẩu cao nhất sẽ được áp ở mức $17,000 một chiếc với ô tô từ 10 đến 15 chỗ có dung tích xi lanh trên 3.000 phân khối. Với xe cùng loại nhưng có dung tích xi lanh thấp hơn sẽ dao động từ $9,500 đến $13,000 một chiếc. Các nhà kinh doanh dự đoán với quyết định này, các mẫu xe nhỏ đã qua sử dụng có dung tích xi lanh dưới 1.500 phân khối sẽ tăng nhẹ. Nằm trong diện ảnh hưởng có thể là các mẫu Kia Morning, Hyundai i20, i10. Thông tin từ Công ty Điện lực Nhà nước Hàn Quốc KEPCO cho biết công ty này cùng đối tác Nhật Bản sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy trị giá $2,3 tỷ tại Việt Nam. Thưa quý vị, Công ty Điện lực Nhà nước Hàn Quốc KEPCO cho biết một tập đoàn quốc tế do KEPCO dẫn đầu đã ký thỏa thuận trị giá $2,3 tỷ để xây một nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Trong khuôn khổ thỏa thuận về xây dựng, vận hành và chuyển giao cho nhà máy, tập đoàn này sẽ xây nhà máy nhiệt điện chạy bằng than với công suất 1,2 triệu kW vào năm 2018 tại Việt Nam. Nhà máy sẽ vận hành trong 25 năm rồi giao lại cho công ty Việt Nam quản lý, KEPCO cùng với công ty Marubeni của Nhật Bản. Mỗi công ty sẽ chiếm 50% cổ phần trong nhà máy này. Nhiều ý kiến nhận định với dự án $2,3 tỷ này trong vòng 25 năm hoạt động, KEPCO sẽ thu được $1,5 tỷ và đầu ra của sản phẩm đã được chính phủ Việt Nam đồng ý thu mua. Và thưa quý vị, mặc dù mới bước vào mùa khô, tuy nhiên tình trạng khan thiếu nước ngọt năm nay có chiều hướng xấu hơn rất nhiều so với mọi năm. Ngay sau các khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc gieo trồng vụ hè thu của nông dân, Bộ Công Thương cũng yêu cầu doanh nghiệp dự trù phương án sản xuất do nguy cơ thiếu điện. Mới đây, một số tỉnh tại miền Trung lại tiếp tục yêu cầu một số đập thủy điện giảm công suất để dành nguồn nước cứu cây trồng. Vấn đề thiếu điện, thiếu nước trong mùa khô khiến đã vốn là không lạ với nhiều người dân, nhưng dường như các biện pháp đối phó vẫn còn thụ động và việc quản lý nguồn nước chưa tỏ ra hiệu quả qua các năm. Nhân ngày nước thế giới 22 tháng 3, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn với ông Hồ Long Phi, giám đốc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề quản lý nước mùa khô năm nay. Thưa ông, gần đây nhiều đập thủy điện tại khu vực Tây Nguyên chỉ hoạt động cầm chừng để nhường nước cho vụ lúa hè thu. Theo ông thì liệu có sự xung đột nào về lợi ích kinh tế giữa một bên là nguồn nước để sản xuất điện
cung cấp năng lượng cho sản xuất, còn một bên là nguồn nước dùng để phục vụ cho nông nghiệp. Ở đây là một cái bài toán và nó là kinh điển về cái cạnh tranh cái nguồn tài nguyên. Thì phải nói chung thì nước nó là cái đối tượng sử dụng của rất là nhiều ngành. Trong trường hợp này thì chúng ta đang nói cái mâu thuẫn lợi ích giữa cái thủy điện với lại cái nông nghiệp. Thì thật ra mà nói, ở đây chúng ta cân đối bài toán là cân đối trên hai cái cạnh là kinh tế và xã hội. Không thể tính bằng tiền được. Thí dụ như mình nói bây giờ thay vì tôi phát điện rồi tôi lấy cái tiền đó rồi tôi lại bù đắp cho bên nông nghiệp chẳng hạn, thì trên thực tế là không có thể chế nào để làm được. Mà khi người dân cái sinh kế họ là dựa vào nông nghiệp mà họ không có nước thì nó ảnh hưởng đến cái đời sống của người nghèo rất là dữ. Thành ra chính vì vậy đó mà tôi nghĩ cái quyết định như vậy đó, thì nó dựa vào cái tác động xã hội nhiều hơn là chuyện kinh tế. Ở đây là không cần đặt chuyện kinh tế ra nữa, mà làm sao để cho người ta sống được, người ta tồn tại qua cái mùa này. Có vẻ như là biện pháp này chỉ là biện pháp tình thế cho mùa khô trước mắt. Liệu có phải nguyên nhân sâu xa là do mình chưa quản lý nguồn nước một cách hiệu quả? Thực tế mà nói thì mình phải cân nhắc hai vấn đề. Nó đối với những cái năm mà khô hạn đặc biệt á, thì đúng là khâu quản lý khéo đi nữa thì nó vẫn thiếu. Mà tôi cho rằng năm nay có lẽ là một trong những năm như vậy, nó khô hạn tương đối là trầm trọng hơn các năm. Nhưng mà xét trong cái điều kiện khô hạn kể cả như vậy, mà nếu như mình có một cái quản lý, chế độ quản lý nước tốt hơn á, thì vẫn có thể là làm giảm thiểu được cái việc cạnh tranh nguồn lực ngay từ đầu. Nhưng cái đó là cái bài toán và nói là nó rất là phức tạp, bởi vì nó không phải là chỉ liên hệ tới các cái giữa cái đối tượng dùng điện, dùng nước để phát điện và đối tượng dùng nước để mà làm nông nghiệp, mà nó liên quan tới cái việc quản lý lưu vực. Mà cái lưu vực đó thì nhiều khi nó liên quan tới nhiều bộ và nhiều tỉnh. Đó không phải là hai cái đối tượng mình nói không đâu, mà nó cái thể chế thực tất rất là phức tạp. Một cái cách quản lý mình hiện nay là tỉnh nào là phát triển tỉnh đó, rồi lưu vực nó không quản lý mà coi như là đối tượng mình dùng thì cứ dùng. Thành ra cái thể chế hiện nay đó là cái cần thiết phải sử dụng để mà cải thiện được cái tình trạng cạnh tranh đó trong cái điều kiện hạn hán, mà chắc chắn là sẽ với những cái diễn biến mà biến đổi khí hậu đó thì trong tương lai có thể là nó càng lúc càng trầm trọng hơn chứ nó không có nhẹ đi. Thưa ông, Bộ Nông nghiệp cũng nhận định rằng là năm nay nhiều vùng, đặc biệt là Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, thiếu nước ngọt trầm trọng hơn mọi năm. Liệu đây có phải là hồi chuông cảnh tỉnh cần phải có cái biện pháp quản lý nước hiệu quả hơn về mặt lâu dài không ạ? Nó một câu hỏi rất là chính xác. Lâu nay thì chúng ta vẫn đối xử với nước giống như là một cái tài nguyên vô tận và miễn phí. Nhưng thật ra đó là đối với nhiều quốc gia đó, thì nước có là một cái tài nguyên quý giá mà không thể thay thế được. Thành ra là họ có một cái cách quản lý tài nguyên đó rất là hiệu quả, có thể sống, canh tác, phát triển trên sa mạc với một lượng nước rất ít. Trong khi nông dân chúng ta thì chủ yếu là tưới rất là thừa, vẫn dùng phương pháp tưới cổ điển rất là thừa, tức là phí phạm nước. Cái thứ hai nữa đó là cái sự cạnh tranh giữa các đối tượng dùng nước thì mạnh anh nào nó dùng, tại vì nó không có một cái quy chế để điều tiết. Cái anh dùng mà không phải trả tiền thì tôi chẳng việc gì phải tiết kiệm. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cái sự điều tiết về cái chế độ quản lý giữa các cái cơ quan hữu quan khác nhau thì vẫn chưa có cái trách nhiệm rõ ràng. Thành ra nó dẫn tình trạng là giữa tỉnh này với tỉnh kia, giữa bộ này với ngành kia thì những đối tượng dùng nước khác nhau, nó có những cái phát sinh những cái mâu thuẫn cục bộ. Và tuy rằng muộn nhưng hơn không, phải khởi động sớm cái việc xây dựng cái thể chế về nước. Xin cảm ơn ông. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung nổi bật ở phần cuối cùng bản tin FPC Việt Nam kỳ này. Năm 2013 tiến hành kích cầu du lịch Việt Nam. Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành tập trung du lịch sinh thái và di sản.